cụ đã dạy rồi, chơi đánh thì phải tránh miếng ăn. Nếu mà không tránh được ấy thì lấy luôn miếng ăn mà chiến nhau chứ còn gì nữa. Sushi Chenja, thiết bị biến thân của chiến binh vàng kim. Từ cái tên gọi thôi, chúng ta đã cảm nhận được một sự khác bọt đến cách biệt. Đi kèm sẽ là một chiếc đĩa màu đỏ hoa lá cành như thế này. Và nhân vật chính của chúng ta, một cục cơm nắm trắng tinh ngọc trinh, phía trên với một con ấn hình chữ thập và logo gia tộc Shiba ở chính giữa. Họa tiết hình cơm nắm rất chân thực, thực luôn cả cảm giác cầm nắm. Và bên trong là hình dáng của một chiếc điện thoại di động vỏ sò, với màn hình hiển thị đầy đủ, hình nền là đợt sóng đang trào dâng. Góc màn hình có hiển thị cách chơi đầy đủ. Hàng phim số được làm rất đẹp với ánh vàng hắt từ trung tâm phím Enter. Âm thanh như tiếng đàn rất hay. Để biến hình, ta thực hiện theo công thức sau. Vậy là giờ, cơm nắm đã được hoàn thiện bởi một lá sushi ở phía trên. Để triệu hồi các origami, nhấn 3 lần với từng phím. Và tiến hành các hợp thể tổng. Lại là một thiết kế đầy phá cách đến từ Super Sentai, thế nhưng lại rất phù hợp với mô típ của nhân vật cũng như là chủ đề của bộ phim. Phần âm thanh rất hay và phải nói đây là một điểm cực kỳ đáng tiền của thiết bị. Chỉ ngại mỗi cái khoản là màu trắng này sau này nó có thể bị ố, kiểu nó vẫn cứ bị ok ấy anh em nhỉ.